Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu là hoàng hậu thứ hai của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế và là sinh mẫu của Thanh Văn Tông Hàm Phong Hoàng Đế. Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu nổi tiếng là thê tử được Đạo Quang Đế sủng ái, bằng chứng chỉ vừa mang thai, bà đã được tấn phong vượt cấp. Trong vòng 15 năm, bà thăng nhiều cấp trở thành hoàng hậu chính thống. Đỉnh điểm của sự thiên vị là thời điểm mãn tang cố hoàng hậu của bà ngắn hơn nhiều so với các kế hoàng hậu trong lịch sử. Ngoài ra, bà còn là một trong hai hoàng hậu của nhà Thanh xin hoàng đế kế vị bên cạnh Hiếu Thục Duệ hoàng hậu. Cái chết đột ngột của bà từng là một trong những bí ẩn lớn nhất của hậu cung nhà Thanh. Hầu hết các nhận định có liên quan đến cung từ Hoàng Thái Hậu. Tuy nhiên, căn cứ theo Thanh Cung y án, Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu sau khi liên tiếp sinh nở đã có dấu hiệu suy sụp cơ thể. Cộng thêm điều dưỡng không hiệu quả nên mới dẫn đến cái chết đột ngột khi còn trẻ. Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu sinh ngày 28 tháng 2, năm Gia Khánh thứ 13, Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, Nữ Hổ Lộc Thị. Dựa theo sự hiểu biết thời xưa, nhiều nhận định cho rằng bà là thân tộc của Hoàng Nghị Công Phủ, hậu duệ của Hoàng Nghị Công Ngạch Diệt Đô, nhưng thực tế lại không như vậy. Dòng dõi Mãn Thanh cũng như ở Trung Nguyên, trường hợp trùng họ rất nhiều và để phân biệt thì phải lấy tên nơi phát tích hoặc chỉ rõ là thuộc gia tộc của ai, như cách gọi Hoàng Nghị Công Phủ Nữ Hổ Lộc Thế Gia, tỷ như Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu Phú Xét Thị và Triết Mẫn Hoàng Quý Phi đều có họ Phú Xét Thị, song gia tộc của Hiếu Hiền Hoàng Hậu là Sa Tế Phú Xét Thị Đại Thế Gia, còn dòng của Triết Mẫn Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu tộc. Hoàng Nghị Công Ngạch Diệt Đô là thế hệ bốn đời của Tác Hòa Tế Ba Nhan, ngoài ra còn là cháu của Cát Cáp Sát Loan, tức tổ tiên tám đời của Hòa Thân. Gia tộc của Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu không hề có liên quan đến hai đại gia tộc này. Gia thế của bà ban đầu thuộc Mãn Châu Chính Hồng Kỳ. Tư liệu hiện có không thể truy nguyên tổ tiên nhiều đời gia tộc của bà, nhưng nhìn chung là tương đối bình thường. Tần tổ phụ của bà là Trú Tàn, tướng quân Thành Đức thời Càn Long, xuất thân từ kiện duệ doanh lính vệ. Nói cách khác, nguyên bản là xuất thân lính lệ cấp thấp. Dưới thời Càn Long, sĩ tộc Bát Kỳ đã sớm hình thành, thế gia đệ tử chủ yếu lấy môn ấm hoặc khoa cử xuất sĩ. Kém cỏi nhất cũng là thông qua thi đậu bút thiếp thức xuất sĩ. Rất ít đi chọn bổ binh, càng sẽ không bị dời đến doanh trại ngoài thành tạm trấn. Xuất thân này của Thành Đức cơ bản chứng minh ông không phải là hậu duệ quan lại nhân gia. Về sau, Thành Đức dần lập công binh mới trở thành võ tướng có tiếng tăm. Tổ phụ của Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu tên Mục Khắc Đăng Bố, cũng là xuất thân binh lính. Sau hy sinh tặng Nhị Đẳng Nam, con cháu Thế Tước, con của Mục Khắc Đăng Bố là Di Linh, nguyên nhậm trú phòng tướng quân ở Tô Châu, sau thăng Càn Thanh Môn Nhị Đẳng Thị Vệ, Thế Tập Tước Nhị Đẳng Nam từ cha, do vậy lấy tước hiệu xuất sĩ, nề nếp gia đình từ đó thay đổi theo hướng Ngũ Lữ Thế Gia. Mẹ bà là Ô Nhã Thị, là chính thê, nhưng không rõ có hay không thuộc gia tộc của Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu. Trong nhà bà có một người anh em trai tên Ân Tử, về sau tập tước nam tước, lại thêm đầu đẳng thị vệ, trong năm Đạo Quang từng phạm án không được yêu thích. Năm Đạo Quang nguyên niên, tức năm 1821, triều đình mở cuộc tuyển chọn Bát Kỳ tuyển tú, làm Mãn Châu Bát Kỳ tuyển tú lần thứ nhất dưới triều Đạo Quang Đế. Nữ Hổ Lộc Thị khi 13 tuổi đã trúng tuyển trong đợt tuyển chọn đó, cùng với Tường Quý Nhân, Thường Quý Nhân cùng Trân Quý Nhân. Bà được phong vị Quý Nhân, phong hiệu là Toàn, căn cứ Hồng Xưng Thông Dụng, phong hiệu Toàn theo Mãn ngữ, nghĩa là toàn bộ. Sang năm thứ hai, tức năm 1822, tháng 7, Nữ Hổ Lộc Thị được thăng lên hàng tần, cư ngụ tại Thừa Càn Cung. Trong các quý nhân nhập cung thì Nữ Hổ Lộc Thị khi ấy là người duy nhất trực tiếp thăng tần, nhưng không rõ vì lý do gì mà không làm lễ sách phong cho bà, cơ hồ là có đãi ngộ tần vị. Sau sang năm thăng lên làm phi. Năm Đạo Quang thứ tư, tức năm 1824, đầu mùa hạ, Toàn Phi mang thai, ngày 10 tháng 8 tuyên tấn phong làm Toàn Quý Phi. Vào ngày 20 tháng 2, tức ngày 8 tháng 4 dương lịch, năm thứ 5, tức năm 1825, giờ Dần, Toàn Quý Phi hạ sinh Hoàng Tam Nữ. Dù chỉ là công chúa thứ xuất, Đạo Quang Đế vẫn rất hoan hỷ, đối với Tường Tần hạ sinh Hoàng Nhị Nữ trước đó cực khác biệt. Một tháng sau, ngày 13 tháng 4, tức 30 tháng 5 dương lịch, lấy hiệp bạn Đại học sĩ Hộ Bộ Thượng Thư Anh Hòa làm chính sứ, lễ bộ Tả Thị Lan Uông Thủ Hòa làm phó sứ, hành Quý Phi sách phong lễ.
Năm Đạo Quang thứ 6, tức năm 1826, ngày 6 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch, giờ Dậu, Toàn Quý Phi Nữ Hổ Lộc Thị hạ sinh Hoàng Tứ Nữ, tức Cố Luân Thọ An Công Chúa. Năm thứ 11, tức năm 1831, ngày 9 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, giờ Sửu, bà lại hạ sinh Hoàng Tứ Tử Dịch Trữ, tương lai là Hàm Phong Đế. Toàn Quý Phi Nữ Hổ Lộc Thị vào cung không đến 2 năm, liền từ quý nhân tấn chức phi. Danh vị được đến như thế, nhanh chóng đứng vào hàng tứ phi, cũng đủ để chứng minh bà rất được Đạo Quang Đế sủng ái, cơ hồ có thể khẳng định là độc bá chuyên sủng. Vào lúc Toàn Quý Phi hạ sinh Hoàng Tử Dịch Trữ, tuổi đời cũng chưa tới 25, lại có thâm niên sinh hạ hai con gái và một con trai. Tốc độ sinh nở liên tục, lại còn được liên tiếp tấn phong, hoài thai có thể liền phong quý phi, sự sủng ái này đối với cung đình nhà Thanh quả thật không nhiều. Năm Đạo Quang thứ 13, tức năm 1833, ngày 15 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, Đạo Quang Đế dụ nội các, chiếu tấn Toàn Quý Phi Nữ Hổ Lộc Thị làm Hoàng Quý Phi. Bên cạnh đó, Đạo Quang Đế án theo Thanh Cao Tông kế hoàng hậu khi xưa, gọi Nữ Hổ Lộc Thị là Nhiếp Lục Cung Sự Hoàng Quý Phi. Khi ấy, Nữ Hổ Lộc Thị trên danh nghĩa là Hoàng Quý Phi, nhưng thực tế đã có đãi ngộ hoàng hậu, thừa hành nhiếp chính mọi việc của lục cung như kế hoàng hậu Na Lạp Thị năm xưa. Tuy nhiên bà không hưởng lễ sách lập như Na Lạp Thị năm ấy, mà dự định tháng 10 sang năm tiến hành đại lễ luôn, đại điển sách lập hậu. Về mặt chính thức, vì Nữ Hổ Lộc Thị chưa nhận lễ sách phong như Na Lạp Thị, nên sách văn chỉ ghi bà là Hoàng Quý Phi, chứ không phải Hoàng Quý Phi Nhiếp Lục Cung Sự. Bà là một trong ba vị Hoàng Quý Phi nhà Thanh được trao quyền thống lĩnh hậu cung như một hoàng hậu chân chính, bên cạnh Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu và kế hoàng hậu Na Lạp Thị. Ngoài ra, bà cũng là một trong ba vị duy nhất được tấn phong Hoàng Quý Phi để kế nhiệm hoàng hậu, bên cạnh kế hoàng hậu Na Lạp Thị và Hiếu Hòa Duệ Hoàng Hậu. Năm Đạo Quang thứ 14, tức năm 1834, ngày 18 tháng 10, lấy Văn Hoa Điện Đại học sĩ Trường Linh làm chính sứ, Lễ Bộ Thượng Thư Dịch Hạo làm phó sứ, sách lập Hoàng Quý Phi Nữ Hổ Lộc Thị làm hoàng hậu khi năm 26 tuổi, chiếu cáo thiên hạ. Thời điểm đăng quang của hoàng hậu cho thấy sự thiên vị rõ rệt mà Đạo Quang Đế dành cho bà. Trong lịch sử nhà Thanh, các vị kế hoàng hậu thường phải để tang hoàng hậu quá cố ít nhất 27 tháng, như trường hợp của Thanh Cao Tông kế hoàng hậu và Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu. Riêng Nữ Hổ Lộc Thị nhận lễ sách phong ngay tháng 10 năm 1834, tính ra chỉ vỏn vẹn hơn 16 tháng kể từ khi Hiếu Thận Thành Hoàng hậu băng thệ vào tháng 4 năm 1833. Điều này không hợp với tiền lệ, sử sách cũng không lý giải nguyên nhân, chỉ có thể kết luận Đạo Quang Đế vì quá thương yêu bà mà dẫn đến sự khẩn trương này. Khi này, gia tộc của Hoàng hậu chính thức nhập vào Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, cha bà là Di Linh được tặng Nhất Đẳng Thừa Ân Hầu, sau đó được nâng lên thành Tam Đẳng Thừa Ân Công. Sang năm, tức năm 1835, con gái trưởng của bà là Hoàng Tam Nữ qua đời vì đậu mùa, tặng làm Cố Luân Đoan Thuận Công Chúa. Năm Đạo Quang thứ 20, tức năm 1840, ngày 11 tháng 1 âm lịch giờ Sửu, Nữ Hổ Lộc Hoàng hậu qua đời tại Viên Minh Viên, hưởng thọ 33 tuổi. Đạo Quang Đế nghe tin Hoàng hậu băng thệ lập tức đến xem. Cung từ Hoàng Thái Hậu sau đó cũng đến. Sau khi liệm, kim quan của Hoàng hậu được tạm hoàng ở Đạm Hoài Đường, chính điện của Trường Xuân Viên. Lễ tang của bà được tổ chức rất long trọng. Hoàng đế chỉ dụ lấy Huệ Thân Vương Miên Du, Tổng quản Nội vụ phủ Đại thần Dụ Thành, Lễ Bộ Thượng Thư Khuê Chiếu, Công Bộ Thượng Thư Liêu Hồng Nguyên làm Tổng lý Quốc tang Đại thần. Sau chiến tranh Nha Phiến, quốc khố không nhiều, Đạo Quang Đế thường ngày tiết kiệm, vẫn trịnh trọng tổ chức lễ tang lớn cho bà. Ông đổi mặc áo trường bào quái màu xanh trong vòng 13 ngày. Từ ngày 11 đến 23, trong vòng 13 ngày, Hoàng đế tự mình mỗi ngày đến trước linh cữu của Hoàng hậu mà tưới rượu. Ngày 17, Hoàng Thái Hậu đến linh cữu tưới rượu. Hoàng đế tự mình truy phong thụy hiệu cho Hoàng hậu là Hiếu Toàn Hoàng hậu, là chính do Đạo Quang Đế kê bút đặt định. Trong lịch đại hậu cung nhà Thanh, thụy hiệu do đích thân Hoàng đế đề ra không nhiều. Trước đó chỉ có Càn Long Đế tự đặt cho Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Từ chi tiết này, có thể thấy cảm tình thâm hậu của Đạo Quang Đế đối với Hiếu Toàn Hoàng hậu.
Năm Đạo Quang thứ 30, tức năm 1850, ngày 22 tháng 9, Hàm Phong Đế dân Thụy Hiệu, toàn xưng hiếu toàn từ kính khoan nhân đoan khác phù thiên đốc thánh thành hoàng hậu. Từ đây, bà được gọi là Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu. Năm Hàm Phong thứ 2, tức năm 1852, ngày 7 tháng 3, Tân Hoàng đế đưa thần vị của Hiếu Mục Thành Hoàng Hậu, Hiếu Thận Thành Hoàng Hậu và Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu lên Thái Miếu, tế cáo đầy đủ. Về sau, các triều đồng trị và quan tự đều dâng thêm thụy hiệu cho bà, toàn bộ là Hiếu Toàn Từ Kính, Khoan Nhân Đoan Khác, An Huệ Thành Mẫn, Phù Thiên Đốc Thánh Thành Hoàng Hậu.